Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mà các bạn với em Minh điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU quyết chiêu mộ siêu tiền đạo ghi 23 bàn trên 27 trận. Bằng chứng cho thấy mà U đã bắt nhịp với Rangnick. Pochettino xác nhận khi được hỏi việc dẫn dắt MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU quyết chiêu mộ siêu tiền đạo ghi 23 bàn trên 27 trận. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo MU đang gấp rút tìm kiếm người để thay thế Ronaldo. Và theo tờ Daily Star đưa tin mới đây, tiền đạo Darwin Nunez của Benfica đã rơi vào tầm ngắm của quý Đỏ. Được biết, chân sút người Uruguay đang có phong độ cực kỳ trời sáng tại Bồ Đào Nha. Từ đầu mùa tới nay, tiền đạo 22 tuổi đã ghi tới 23 bàn thắng sau 27 lần ra sân cho Benfica mức giá mà phía câu bộ chủ quản của Darwin yêu cầu là 70 triệu bảng, một con số khổng lồ cho một cầu thủ chỉ mới ngoài đôi mươi. Tuy nhiên, theo các tin tức nội bộ, thì ban lãnh đạo Quỷ đỏ cảm thấy đây là con số có thể chấp nhận được, tuy nhiên họ vẫn đang chần chừ chưa chốt kèo ngay. Lý do được đưa ra là bởi mà U vẫn đang rất cố gắng để đàm phán thương vụ ở Linh Hà Lan, mục tiêu số một của đội bóng để thay thế Ronaldo. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể thuyết phục được chân sút người Na Uy, mà U chắc chắn sẽ quay lại với phương án Darwin Nunez. Mourinho muốn tái hợp Ronaldo. Trong cuộc chạm trán Brighton vừa qua, Cristiano Ronaldo đã lập công giúp Man dành giành trận vẹn 3 điểm, đồng thời chấm dứt cơn hạn bàn thắng kéo dài đến 6 trận. Tà dẫn nguồn dưa sân cho rằng, chủ nhân năm quả bóng vàng hiện đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, có thể kể đến như PSG hay Bayern. Và mới đây, AS Roma cũng đang đánh tiếng muốn chiêu mộ anh. Nhật báo trên cho hay, Jose Mourinho đặt tham vọng sẽ giúp đại diện thủ đô nước Ý lên đỉnh vinh quang mùa tới. Do đó, ông đã đề nghị thượng tầng Roma xem xét phương án tiếp cận Ronaldo, có học trò cũ từng được ông dẫn dắt trong quãng thời gian tiếp quản Real Madrid. Pochettino xác nhận khi được hỏi việc dẫn dắt MU viên của PSG được cho là sẽ lên nắm quyền tại MU sau khi mùa giải năm nay khép lại. Thậm chí có thông tin nhiều cầu thủ MU mong muốn Pochettino đến sân Old Trafford hơn một ứng viên tiềm năng khác, Erik Ten Hag. Về phía Pochettino, viên này vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về tương lai của mình. Trả lời phỏng vấn với tờ El Aguero, thuyền trưởng của PSG thừa nhận cá nhân ông không thể quyết định được tương lai mình. Tôi cũng không biết tôi sẽ đi đâu hè này. Mình tôi không thể quyết định được. Câu chuyện tôi sẽ đến đội bóng nào hè này còn phụ thuộc vào lãnh đạo PSG cũng như những đội bóng có liên quan. Còn về chuyện Zidane, ông ấy có là một huấn luyện viên xuất sắc, điều ấy không còn gì phải bàn cãi. Ông ấy có thể dẫn dắt bất cứ cầu thủ nào và đã để thể hiện được mình tại Real Madrid. Những tin đồn xung quanh việc Zidane sẽ thay thế tôi hoàn toàn không khiến tôi phiền lòng. Nhận lời dẫn dắt một đội bóng có tầm nhìn như PSG đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những tin đồn, những khó khăn kiểu như vậy. Dan Henderson bị vụ oan. Một ngày trước, tờ The Sun của anh đưa tin về cầu thủ bóng đá đã bị bắt vào năm 2019 về tội hành hung bạn gái, nhưng không nêu danh tính. Trên mạng xã hội, một số kẻ đã tung tin Henderson chính là nhân vật trong câu chuyện này. Bức xúc trước những đồn thổi không hay về đời tư của mình, thu thành mà U đã lên tiếng làm rõ vấn đề. Henderson chia sẻ trên trang cá nhân Dù không muốn liên quan, tôi vẫn phải làm rõ những tin xuất hiện trong vài ngày qua. Có một số kẻ tồi tệ đã gắn tên của tôi vào những thông tin không phù hợp, gây tổn thương và hoàn toàn sai sự thật. Gia đình của tôi đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc không đáng có này. Hãy dập tắt những tin đồn và tiến về phía trước. Mà U có ít hơn 1% cơ hội vô địch châu Âu mùa này. Theo nhóm phân tích dữ liệu FiveThirtyS, MU coi như không có cửa vô địch. Quy đỏ sẽ gặp Atletico Madrid ở vòng 1 trên 8. Dù có vượt qua được đại diện của La Liga để giành quyền vào tứ kết, thì cơ hội vô địch của MU vẫn bị coi là vô cùng nhỏ. Với phong độ nghèo nàn dưới triều đại Rafnick, ít ai có thể kỳ vọng Benfica đủ khả năng thách thức cho chức vô địch Champions League. Leo Ferdinand cũng không đánh giá cao đội bóng cũ, nhưng ông đã chỉ ra cơ hội của quý đỏ. Ronaldo là vua của giải đấu nếu xét về bàn thắng và khả năng định đoạt các trận đấu lớn vì vậy với anh ấy trong đội hình bạn sẽ luôn có cơ hội tôi nghĩ chelsea là ứng viên thứ ba trong số các đội có khả năng vô địch hai câu bộ khác của anh là man city và liverpool sẽ xếp trên chelsea bạn phải hiểu rằng những đội bóng này có kinh nghiệm và điều đó mang giá trị rất lớn ronaldo không phải là vấn đề mà là người cứu thế của mu một lần nữa, Ronaldo lại là người mang tới chiến thắng cho MU trong trận đấu đầy khó khăn. Đó không phải là lần đầu CR7 làm điều đó và như thế càng khẳng định rằng anh là đường cứu thế chứ không phải vấn đề của câu lạc bộ. Khi Ronaldo tịt ngoài trong 6 trận liên tiếp, đã có không ít những chi trích và cả những phàn nàn hướng về tiền đạo người Bồ bởi rất nhiều fan hâm mộ bóng đá trên thế giới cho rằng anh chính là vấn đề của đội bóng. Việc các cầu thủ luôn phải chuyển bóng cho CR7 khiến cho nhiều vệ tinh khác mất đi cơ hội, đó là còn chưa kể, lối chơi ích kỷ của siêu sao 37 tuổi đã không ít lần làm mà u mất đi những pha bóng 10 Ngoài áp lực từ dư luận, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng trải qua chuỗi trận không ghi bàn giá nhất kể từ mùa giải 2008-09. Điều ấy khiến cho anh bước vào màn chạm chán Brighton trong tâm thế không thực sự thoải mái nhất. Tuy nhiên, đó cũng là lúc để Rondo chứng minh giá trị và đang khẳng định đẳng cấp trường tồn theo tháng năm của mình. Đáp lại những nghi ngờ, vượt qua cả những chỉ trích, siêu sao người Bồ đã có trận đấu cực kỳ ấn tượng. Trong thế trận mà quỷ đỏ đang vô cùng bế tắc trước đối phương, trong trận đấu mà mà buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé vào top 4, Ronaldo đã tỏa sáng đúng vào thời điểm mà các cổ động viên cần anh làm điều đó nhất. Tiền đạo ấy nhận bóng sau sai lầm của đối thủ, tự tìm đột phá trước bốn cầu thủ Brighton và tung ra cú đá khiến Sanchez chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng đi vào lưới trong sự bất lực. Ronaldo ăn mừng cuồng nhiệt bởi đã quá lâu rồi, anh không được tận hưởng cảm giác đó. Và cũng bởi anh biết rằng phải lập công ấy có thể giúp đội bóng mở ra một lối thoát cho trận đấu đang bế tắc đến cùng cực của mình. Ngoài bàn thắng đỉnh cao ấy, tiền đạo người Bordeaux Nha còn có hai đường truyền thuận lợi cho Sancho hay Bruno Fernandes lập công. Song đáng tiếc, họ không thể tận dụng. Bản thân cr cũng có thêm hai lần uy hiếp không thành Brighton đầy nguy hiểm. Vậy là lại thêm một trận đấu nữa trôi qua, Rondo sắm vai của vị cứu tinh ở đội bóng. Nếu không có phải lập công quý giá mà anh tạo ra, chưa chắc mà U đã có thể giành chiến thắng hay không. Và nếu cr không tỏa sáng, quy đó cũng chẳng biết phải trông chờ vào ai. Người ta đã nói rất nhiều tới việc Ronaldo ích kỷ rồi vùng vằng khi bị thay ra. Chỉ trích tiền đạo người Bồ là vấn đề của đội bóng. Song tất cả quên mất, nếu không có tiền đạo ấy, mà U đã chẳng thể vượt qua vòng bảng cúp C1 châu Âu. Đồng thời, đánh bại Tottenham, Arsenal hay mở ra những chiến thắng quan trọng như trước Brighton. Sau tất cả, đẳng cấp của Rondo vẫn là thứ khiến mọi người đều phải ngả mũ thán phục. Mặc cho những nghi ngờ về phong độ hay tuổi tác đang bắt đầu ảnh hưởng, mặc cho những chỉ trích hay làn sóng dư luận hướng về mình. tiền đạo ấy vẫn ra sân với quyết tâm cùng khao khát chiến đấu cao nhất để làm thỏa mãn tham vọng của bản thân, đồng thời mang tới niềm vui cho hàng trăm triệu cổ động viên quy đỏ trên toàn cầu. Ronaldo rõ ràng không phải là vấn đề của MU, dù cho nếu mùa giải này đội bóng ấy kết thúc trắng tay và bật bãi khỏi top 4. Thậm chí sẽ nhiều người còn phải cảm ơn CR7 vì nhờ có anh, quy đỏ luôn tạo ra ít nhất những nguy hiểm hay sự đe dọa cho đối phương một cách thường trực. Phía trước đoàn quân của Ragnarok là hành trình gian nan khi Atlético Madrid đang đợi chờ ở sân chơi châu lục, khi những Man City, Chelsea phục sẵn tại giải quốc nội. Để vượt qua những chặng đường gian nan ấy, người hâm mộ MU sẽ lại chờ đợi vào Rondo cùng phong độ cao nhất. Có thể, CR7 không còn thường xuyên tỏa sáng như khi đỉnh cao sự nghiệp, song bằng cách nào đó, anh vẫn luôn xuất hiện trong những thời điểm mà đội bóng thực sự gặp khó khăn. Tiền đạo 37 tuổi là đang cứu thế cho MU ở mùa giải này. Để chỉ ít, họ có thêm hy vọng vào việc tiến sâu tại trời Âu hay hoàn thành mục tiêu top 4 ngoại hạng Anh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.